Bạn xin kính chào tất cả các bác và anh chị các bạn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe đạp đua thuộc dòng thuộc thương hiệu Chinix, mã Chinix Sky, một trong những cái mẫu xe đua đang bán chạy tốt nhất tại Bike to School nhá. Thì với cái mẫu xe này thì bên em đều có sẵn tại tất cả ba chi nhánh của Bike to School tại Hà Nội. Nên là các bác có thể là qua trực tiếp để mình trải nghiệm xe và được bên em tư vấn và các bạn nhân viên hỗ trợ nhá. Ngoài ra thì mình có thể là gọi điện ngay trong qua số điện thoại 0919008533 để bọn em tư vấn online hoặc là đặt hàng trực tiếp cho mình nhé. Và bọn em sẽ có chương trình hỗ trợ là miễn phí vận chuyển toàn quốc với mẫu Chinix Sky này. Và ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều những phần quà như là chắn bùn, bình nước, cọ bình nước và một số những cái phần quà khác khi các bác đặt mẫu mua mẫu Chinix Sky này nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng em đi khám phá xem cái mẫu Chinix Sky này có những cái điểm gì nổi bật và đặc sắc nhá. Cái điểm đầu tiên mà em đánh giá rất là tốt và đồng thời là mang lại cái thiện cảm cho với bản thân em đó chính là về cái màu sắc sơn. Thì với mẫu Chinix Sky này thì sẽ sở hữu màu sơn sần, sơn lì. Màu ở đây là màu đen đỏ, một trong những cái màu rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn và phù hợp để cho các bác thể dục thể thao và ưa thích cái sự khỏe mạnh nhá. Thì chất liệu khung của dòng mẫu Chinix Sky này sẽ là khung nhôm, thì khung nhôm giúp cho trọng lượng xe nó sẽ nhẹ, và thứ hai là sẽ ưu điểm của nó là sẽ không bị han gỉ oxy hóa theo thời gian. Kết hợp với đó là phần dây thì cũng đã đi âm bên trong khung như này, mang lại cái độ gọn gàng, sẽ không bị quá là rối mắt. Và phía trên phần khung thì đã có thiết kế phần để mình có thể là gắn thêm bình nước khi các bác di chuyển những cung đường dài và xa nhé. Với mẫu Chinix Sky này thì sẽ được thiết kế phần ghi đông là ghi đông cong chế độ nhôm và sẽ là thiết kế bản dẹt, giúp các bác có cầm nắm sẽ chắc tay hơn, sẽ không bị trơn trượt như cái phần ghi đông tròn. Kết hợp với đó là sẽ được có một lớp cuốn này rất là êm ái, và đặc biệt là sẽ trang bị tay đè lắc của Shimano Claris với hai tầng hai lưỡi nhé, lưỡi to và lưỡi nhỏ như này, và đồng thời là sẽ tích hợp phần phanh luôn, nên là mọi người sẽ rất là tiện lợi và xử lý các tình huống như chuyển đổi tốc độ cũng như là dừng xe một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Và phần dây thì vẫn còn một chút đi ở ngoài như này, một chút là vẫn ở ngoài nhưng mà nó cũng không quá là rối mắt, cũng rất là gọn và cái phần dây khá là ngắn, gần như là cũng không ảnh hưởng quá nhiều về cái thẩm mỹ cũng như là cái chất lượng của xe. Tiếp theo đấy là về phần vành thì sẽ sử dụng là chất liệu vành nhôm của hãng Chinix, thì bản này sẽ cao khoảng tầm 3,5 phân nhé. Và phần lốp có kích cỡ là 700x32C, có hai màu là đen và nâu vàng như này, nhìn rất là nổi bật. Và kết hợp với đó là phần lốp này thì nó sẽ không phải lốp trơn trên như dòng xe bình thường mà nó sẽ có vân nhưng rất là nhỏ để tăng cái độ bám đường, và cái độ rộng của lốp cũng vừa phải để mình đi nó vừa nhanh và sẽ vẫn là êm và an toàn. Đồng thời là về phần trục Mayer thì sẽ sử dụng là trục Mayer chạy bạc đạn này. Đấy, kết hợp với đó là phanh sẽ là sử dụng là phanh đĩa cơ nhé, cả trước và sau để sử dụng là phanh đĩa cơ rất là bền. Đấy, dòng phanh đĩa cơ rất là bền và chắc an toàn khi mình dừng xe. Đấy, sẽ xử lý các tình huống dừng xe đột ngột rất là dễ và an toàn. Đồng thời là mẫu Chinix Sky này thì sẽ được trang bị về phần bộ chuyển động, sẽ sử dụng là đùi đĩa nhôm, đùi đĩa nhôm mà kích cỡ đĩa có hai đĩa, hai tầng đĩa trước là kích cỡ 34 và 50T, rất là to. Gạt đĩa của Shimano Claris R2000, kết hợp với đó đằng sau là 8 tầng líp thả nhá, 8 tầng líp thả của Shimano, gạt líp là của Shimano Claris R2000, thế là mình sẽ có là khá là nhiều những cái chế độ đạp và những cái tốc độ đạp khác nhau. Em sẽ chuyển một chút cái việc chuyển giữa các tầng líp này, việc lên rất là nhẹ nhàng, nhận xuống thì nó cũng thì mình chỉ cần gạt cái là cái phần cùi gạt của dòng xe này nó sẽ kéo cái xích xuống, nên là các bác có sẽ rất là nhanh chóng mình thay đổi được cái tốc độ cũng như là những cái phù hợp vào những cái cung đường khác nhau. Và đặc biệt nữa là về cái phần yên của mẫu Chinix Sky này thì sẽ có thể là nâng hạ cái chiều cao yên được nhá.
mọi người có thể lưng hạ được, thì sẽ phù hợp với các bác có chiều cao khoảng từ 1m55 cho đến cái tối đa là khoảng tầm 1m8. Tối đa 1m8 mình có thể sử dụng được. Cái việc tăng giảm cái chiều cao cột yên rất là đơn giản và dễ dàng thôi, gần như ai cũng sử dụng được. Và trọng lượng xe những cái dòng này thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 13, hơn 13kg một chút đó. Và cái mẫu xe này thì bên em đang có sẵn tại tất cả các chuỗi hệ thống bán lẻ của Bike to School, 3 chi nhánh tại Hà Nội, với giá thành chỉ khoảng hơn 8 triệu. Mình có thể là các bác có thể sở hữu được một cái mẫu xe đạp đua tay cong, chất liệu khung nhôm, phanh đĩa, tay để lắp của Shimano Gladis R2000. Đấy, một trong những cái mẫu xe em đánh giá rất là tốt và đang bán rất là chạy tại Bike to School nhá. Đấy, các bác nào mà muốn sở hữu mẫu xe này thì có thể là gọi điện trực tiếp ngay cho em qua số điện thoại 0919008533 để có thể đặt hàng, và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc. Thời gian sẽ từ 3 đến 5 ngày là mình có thể nhận được xe rồi nhá. Cuối cùng thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác, anh chị, các bạn ở những video tiếp theo.